Xin cảm ơn và kính chào quý vị. đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa, sau đây là những thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 23 tháng 8, trong phần xét hỏi tại tòa trong vụ án nhận hối lộ 500 triệu đồng xảy ra tại tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, bị cáo Võ Đình Sớm, cựu thẩm phán tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã phản bác cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố ông tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng bị can Võ Đình sớm đòi hối lộ 1,5 tỷ đồng và đã nhận 500 triệu đồng, đã phạm tội nhận hối lộ. Quy định tại điểm A khoản 4, điều 354 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt, phạt tù 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Theo hồ sơ, trước khi bị bắt quả tang nhận hối lộ 500 triệu đồng, ông Võ Đình sớm là thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai được phân công giải quyết vụ án dân sự tranh chấp quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là ông PAT, ngụ phường Yên Thế, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai và bị đơn là ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Tháng 3 năm 2022, ông PAT khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu tòa nhân dân tỉnh Gia Lai giải quyết buộc ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ trả lại 15.000 m2 và hủy một phần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã cấp cho ban này. Ông sớm đặt vấn đề với ông PAT muốn xử thắng kiện phải có tiền và yêu cầu phải đưa 2 tỷ đồng. Sau đó, ông sớm thống nhất số tiền là 1,5 tỷ đồng và giới thiệu chỗ cho ông PAT mượn tiền, đưa trước 500 triệu đồng. Đến ngày 4 tháng 8 năm 2023, ông PAT mang 500 triệu đồng đưa cho ông sớm ngay tại phòng làm việc, Tòa Nhân dân tỉnh Gia Lai. Khi ông PAT vừa ra khỏi phòng, cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét phát hiện thu giữ 500 triệu đồng. Tuy nhiên, bị cáo Võ Đình sớm cho rằng cáo trạng và kết luận điều tra của cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là không đúng, vô căn cứ. Bị cáo không nhận hối lộ 500 triệu đồng. Bị cáo bị ông PAT, tức nguyên đơn, gài, lén lút bỏ tiền dưới gầm bàn. Trong quá trình xét hỏi, bị cáo sớm yêu cầu kiểm sát viên giữ quyền công tố tại tòa, không được suy diễn. Bị cáo sớm xác nhận có yêu cầu ông PAT lên phòng làm việc, mục đích để gửi thông báo về lịch xét xử, không hề hay biết và không có yêu cầu nguyên đơn đưa hối lộ 500 triệu đồng. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân hỏi đưa ra nhiều lập luận và chứng cứ ghi âm về thời điểm ông PAT mang 500 triệu đồng vào phòng làm việc của ông Võ Đình sớm, thì ông này liên tục quanh co, chối tội, né tránh. Ngày 23 tháng 8, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Cà Đồng Năng, huyện Cà Đồng Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, anh IQNK, 37 tuổi, ngụ thị trấn Cà Đồng Năng đã tử vong do bị rắn cạp nia cắn. Theo lời người thân, khoảng 0 giờ ngày mùng 9 tháng 8, anh IQNK nghe tiếng con trai la hét vì có rắn cạp nia bò vào nhà. Ngay sau đó, anh IQNK thức dậy đánh đuổi con rắn. Trong lúc đánh đuổi rắn cạp nia, anh IQNK bị rắn cắn vào cổ chân và được người thân đưa đến bệnh viện Cà Đồng Năng cấp cứu anh IQNK sau đó được đưa đến bệnh viện trợ Giấy thành phố Hồ Chí Minh rồi được chuyển về bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị. Tuy nhiên, đến rạng sáng nay ngày 23 tháng 8 thì anh tử vong. Người thân nạn nhân nói, hôm đó có hai con rắn cạp nia bò vào nhà, anh ấy đánh đuổi một con thì phát hiện có một con rắn khác bỏ chạy. Người vợ nạn nhân cho biết thêm, thời điểm bị cắn, anh IQNK vẫn tỉnh táo. Tuy nhiên khoảng 3 tiếng sau, người chồng xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, tức ngực, cứng hết chân tay, không nói được người vợ nói thêm, con rắn cạp nia khá to và dài, nặng. Rắn cạp nia là một trong 10 loài rắn độc nhất sống ở Việt Nam. Nọc rắn cạp nia cực độc, tỷ lệ tử vong do trùng cắn có thể lên đến 75% nếu không được cấp cứu kịp. Sáng ngày 23 tháng 8, một lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thủ lý xác minh vụ nữ bệnh nhân tử vong khi thay ban tim tại bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Nữ bệnh nhân là bà N T ớ 67 tuổi, chú quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng, sau can thiệp van tim tại bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã tử vong. Hiện cơ quan công an đang xác minh xem có lỗi chủ quan khiến bệnh nhân tử vong hay không. Chiều ngày 22 tháng 8, ông Nguyễn Hữu Vũ Quang, phó giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cũng đã thông tin các nguyên nhân ban đầu khiến bệnh nhân tử vong. Ông Vũ Quang cho biết, đây là trường hợp đầu tiên thực hiện ca phẫu thuật thay van động mạch chủ tại bệnh viện Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột không có báo cáo với sở về 3 chuyên gia, hiện sở đang chờ kết quả giám định của cơ quan chuyên môn. Thông tin thêm về trường hợp tử vong này, ông Nay Phila, giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, sở đã lập đoàn kiểm tra ở bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, đồng thời có báo cáo Bộ Y tế. Trước đó sáng ngày 26 tháng 7, bà NT ớ đến khám tại bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột để thay van động mạch chủ qua da. Bệnh viện đã liên hệ mời các chuyên gia đầu ngành là các giáo sư tiến sĩ tim mạch can thiệp tại Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, Hội Trần và đến hỗ trợ. Bệnh nhân được thực hiện bằng thủ thuật đặc biệt, đưa dụng cụ là van sinh học vào thai van động mạch chủ. Đến khoảng 22 giờ 15 phút ngày 28 tháng 7, bà ớ tử vong. Ngày 16 tháng 8, Sở Y tế Đắk Lắk có văn bản gửi Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai và các đơn vị liên quan về nữ bệnh nhân 67 tuổi tử vong vào ngày 29 tháng 7. Ca can thiệp có sự tham gia của ba bác sĩ đến từ Viện Tim mạch Quốc gia, bệnh viện Bạch Mai. Trong văn bản này, hội đồng chuyên môn của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết trước phẫu thuật, ekip chưa thực hiện đủ các kiểm tra cận lâm sàng hỗ trợ chẩn đoán như chụp động mạch vành, đo đường kính lỗ van, đường kính góc động mạch chủ. Khi xử lý biến chứng, ekip đã chỉ định mở ngực là chưa phù hợp vì chưa có đội ngũ phẫu thuật tim, chưa có tuần hoàn ngoài cơ thể và các máy móc hỗ trợ hồi sức tim. Bác sĩ điều trị không thực hiện CT tim nên chưa đánh giá hết tổn thương cấu trúc van tim và cơ tim. Ngày 20 tháng 8, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho biết, đơn vị này đã nhận được văn bản từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk về trường hợp tử vong sau thay van động mạch chủ qua da tại bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột Đắk Lắk. Các can thiệp có sự tham gia của ba bác sĩ công tác ở bệnh viện Bạch Mai. Ngay lập tức, ban lãnh đạo bệnh viện đã tổ chức họp với các phòng ban và cá nhân liên quan yêu cầu ba bác sĩ trên làm bản tường trình. Đối với nguyên nhân tử vong của bệnh nhân, bệnh viện Bạch Mai đang chờ kết quả chuyên môn từ hội đồng của bệnh viện, Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. Đêm 22 tháng 8, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đã trải qua một đêm mưa lớn kèm theo rông và sấm sét dữ dội. Trận mưa này do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao. Theo Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, khu vực Bắc Bộ, bao gồm cả Hà Nội, đã ghi nhận hơn 1.000 cú xét. Trong đó, khu vực có xét nhiều nhất gồm Lạng Sơn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hòa Bình. Sấm xét đi kèm với mưa lớn đã gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Sức gió mạnh kèm theo rông lốc đã làm đổ nhiều cây xanh trên các tuyến đường. Để phòng tránh xét, Chuyên gia khuyến cáo khi trời sắp xảy ra rông thì biện pháp tránh xét tốt nhất là nên về nhà. Chỗ an toàn để tránh xét là tòa nhà hay công sở có lắp đặt hệ thống chống xét. Khi ở trong nhà thì nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước. Không nên dùng điện thoại trừ trường hợp rất cần thiết. Trong trường hợp không kịp chạy tìm nơi ở nào an toàn, tuyệt đối không dùng cây cối làm chỗ trú mưa tránh các khu vực cao hơn xung quanh, tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, máy, hàng rào sắt. Tìm chỗ khô ráo, nếu xung quanh có cây cao hơn thì nên tìm chỗ thấp, tìm vị trí cây thấp. Phần tiếp xúc của người với mặt đất là ít nhất, nhón chân, không được nằm xuống đất. Sau khi nghe thấy tiếng sét 30 phút thì có thể trở lại làm việc bình thường. Đài khí tượng thủy văn Thái Nguyên vừa thông tin, một trận mưa lớn kéo dài từ đêm 22 tháng 8 đến sáng 23 tháng 8 khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn. Sáng 23 tháng 8, khu vực thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên và các huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Phú Bình vẫn đang mưa to, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa đo được trong những giờ qua tại một số khu vực như phường Đồng Quang 141 mm sông Cầu 120,8 mm, Tân Long 107,6 mm. Khu vực đường tròn Tân Long, Minh Cầu, Lương Ngọc Quyến, Bến Tượng, Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Bắc Sơn kéo dài đoạn qua cổng Đại học Thái Nguyên, Minh mông nước, giao thông tê liệt, nhiều xe cộ chết máy, chủ xe phải gọi cứu hộ, có nơi người dân phải đi lại bằng thuyền hơi. Một số hình ảnh tại thành phố Thái Nguyên sau trận mưa lớn nhất từ đầu mùa. Lực lượng chức năng đã có mặt tại nhiều tuyến đường để phân luồng giao thông, cảnh báo các khu vực nguy hiểm, hỗ trợ các phương tiện đến nơi an toàn. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên cũng cảnh báo người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, khu vực đô thị hạ du, lưu vực sông cầu. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên cho biết, mực nước hồ núi Cốc vào lúc 6 giờ ngày 23 tháng 8 ở cao trình cộng 46,59 m. Để đảm bảo dung tích phòng lũ, công ty vận hành xả nước qua tràn hồ núi Cốc vào lúc 10 giờ 30 phút Ngày 23 tháng 8 năm 2024, tại vị trí tràn xả lũ số 1, lưu lượng xả dự kiến từ 50 đến 200 m khối một giây. Khi thực vận hành xả nước qua tràn, dự kiến sẽ gây ảnh hưởng đến các tổ chức cá nhân và nhân dân sản xuất, kinh doanh dọc hai bờ sông Công, gồm một số xã thuộc hai thành phố Thái Nguyên và Phổ Yên. Công ty đề nghị các tổ chức cá nhân liên quan phía hạ du, phía sau tràn có biện pháp phòng tránh và chủ động trong sinh hoạt. Từ 0 giờ đến 15 giờ 10 phút chiều 22 tháng 8, tại khu vực huyện Con Plông tỉnh Con Tum xảy ra 9 trận động đất, trong đó trận mạnh nhất đạt tới 4,4 độ Richter, gây rung lắc cho nhiều tỉnh thành lân cận. Cụ thể, một trận động đất mạnh 4,4 độ ở độ sâu 8,1 km xảy ra lúc 13 giờ 30 phút và trận động đất mạnh 4 độ xảy ra lúc 14 giờ 59 phút. Các trận động đất còn lại mạnh từ 2,5 đến 3,4 độ. Trận mạnh 4,4 độ đã khiến nhà cửa rung lắc mạnh. Nhiều người dân ở Con Tum, Gia Lai và Quảng Ngãi đã cảm nhận rõ sự rung lắc trong vài giây từ trận động đất này gây ra. Trên các diễn đàn, nhiều người dân ở hai khu vực này cho biết đồ đạc trong nhà rung lắc nhẹ, nhiều người cảm thấy hoa mắt thời điểm xảy ra động đất. Một người dân trú tại thôn Vi Nghèo, xã Đắc Tăng, huyện Con Vâng Lông, tỉnh Con Tum cho biết, những ngày qua, người dân liên tục cảm nhận được sự rung lắc do động đất gây ra. Các trận động đất liên tục xuất hiện với cường độ mạnh, khiến đồ đạc trong nhà bị rung lắc, rơi rớt. Rất may, nhà cửa tài sản của chúng tôi không bị ảnh hưởng gì. Viện Vật lý Địa cầu đánh giá, 9 trận động đất này đều có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 8, khu vực huyện Con Plong, tỉnh Con Tum ghi nhận liên tiếp 20 trận động đất Trong đó, ngày 20 tháng 8 cũng ghi nhận một trận động đất có độ lớn 4,2 gây rung chấn cho khu vực huyện Con Plong và các huyện lân cận vùng Tâm chấn. Thời gian qua, động đất có xu hướng gia tăng và hoạt động mạnh ở khu vực Con Plong tỉnh Con Tum với nhiều đợt động đất liên tiếp xảy ra Theo thống kê từ đầu năm 2024 đến nay trên địa bàn huyện Con Plong liên tiếp xảy ra hơn 250 trận động đất động đất xảy ra liên tục với tần suất dày và cường độ mạnh đã khiến nhiều nhà dân, các điểm trường, trụ sở xã và nhiều trạm y tế xã trên địa bàn huyện Con Plong bị nứt nẻ. Theo Viện Vật lý Địa cầu nhận định, những trận động đất xảy ra ở Con Tum là động đất kích thích, gây ra bởi hồ chứa thủy điện. Ngày 22 tháng 8, tin từ Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh Tòa đã nhận đơn kháng cáo của ông Nguyễn Minh Phúc, sinh năm 1983, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, kẻ tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc, xin giảm nhẹ hình phạt. Trước đó, tòa án nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Phúc 8 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Nguyễn Minh Phúc đủ nhận biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích có tiền tiêu xài cá nhân đã đưa ra thông tin gian dối để thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tài sản. Hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ nên cần có mức hình phạt để gian đe, phòng ngừa chung. Theo hồ sơ vụ án, năm 2021, bà LTHT, ngụ hóc môn thành phố Hồ Chí Minh, mua thửa đất 420,3 m2 nằm trong thửa đất số 26, tờ bản đồ số 15 diện tích 892,9 m2, số CO940650 tại địa chỉ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi của ông NVT và bà NTCN làm chủ với giá 2,4 tỷ nhưng chưa làm thủ tục tách thửa được. Ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022, bà LTHT thông qua LVV 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi giới thiệu và quen biết Phúc để nhờ làm thủ tục tách một thửa đất thành hai thửa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng thì Phúc đồng ý. Mặc dù không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất, nhưng do có quen biết và nhiều lần thuê người làm giấy tờ bằng cấp giả để tạo lòng tin nhằm lừa đảo người khác nên Phúc đồng ý nhận làm thủ tục tách thửa đất theo yêu cầu của bà HT. Người này thỏa thuận với các nạn nhân làm thủ tục tách thửa đất với chi phí là 135 triệu đồng, nhận trước 70 triệu. Sau đó, Phúc thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên mạng xã hội, Phúc đưa cho bà HT một bản, còn một bản giả và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà HT thì Phúc cất vào két sắt, đợi khi nào nạn nhân đưa 65 triệu còn lại sẽ bàn giao. Sau khi hành vi bị phát hiện, Phúc trốn sang Thái Lan. Ngay khi Phúc vừa về lại Việt Nam, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi đã triệu tập Phúc để làm việc. Sau nhiều lần quanh co, Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp tại nhà của Phúc và thu giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà HT. Nguyễn Minh Phúc tự nguyện giao nộp một giấy chứng nhận tăng ni, một giấy chứng nhận điệp thọ, một bằng thạc sĩ luật kinh tế, một bằng tiến sĩ ngành luật do trường Đại học Nội vụ Hà Nội cấp. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định toàn bộ giấy tờ bằng cấp này đều là giả. Chiều 22 tháng 8, bà Võ Thị Thu Sương, Tránh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bước đầu nắm được thông tin liên quan đến vụ việc của bà Lê Thị Hậu Phương, Hoa hậu Phương Lê về việc hát chế lời quốc ca. Theo đó, phía sở cho biết, chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để mời bà Lê Thị Hậu Phương, tức Hoa hậu Phương Lê, lên làm việc và có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với các vụ việc liên quan đến bà này trong thời gian qua. Theo bà Võ Thị Thu Sương, tránh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, việc sử dụng quốc ca đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn tại văn bản 3420 năm 2012 về việc sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc sử dụng quốc ca không đúng hướng dẫn trên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 351 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định tội xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca. Trong trường hợp cố ý xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm một số quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm có tính chất xúc phạm quốc kỳ, quốc huy, quốc ca hiện chưa có quy định cụ thể. Trước đó trong một buổi livestream, Hoa hậu Phương Lê đã hát chế lời quốc ca đoàn quân Việt Nam đi trong lòng của má với giọng điệu đùa cợt. Trong phiên live còn có sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân, hôn phu của Hoa hậu này. Hành động này khiến cộng đồng mạng phẫn nộ kêu gọi cơ quan quản lý vào cuộc và xử lý. Trước phản ứng của dư luận, Hoa hậu Phương Lê đã lên tiếng xin lỗi và khẳng định không chế lời quốc ca. Bà giải thích trước tiên cho Phương Lê được gửi lời xin lỗi đến mọi người nếu câu nói của tôi đã gây ra hiểu lầm, làm phiền lòng và gây khó chịu. Từ bao lâu nay, tôi cũng như mỗi người dân Việt Nam đều tự hào và xúc động khi cất tiếng hát bài quốc ca thiêng liêng, cũng như ý thức việc thay đổi, sửa lời bài hát là hành động không thể chấp nhận. Tuy nhiên, nhiều người không chấp nhận lời giải thích của hoa hậu này. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, vừa phối hợp cục đối ngoại Bộ Công an giải cứu TCH 29 tuổi và DVH 29 tuổi cùng ở huyện Ninh Phước tỉnh Ninh Thuận bị cưỡng bức lao động ở Campuchia về nước an toàn. Trước đó, Công an tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc em ruột mình là TCH đi làm phục vụ quán ăn ở Bình Dương vào tháng 5 năm 2024. Tuy nhiên, vào ngày 9 tháng 8, người nhà nhận được tin nhắn của Hát với nội dung cầu cứu gia đình cho tiền để chuộc Hát và một người bạn tên DVH bị đưa sang Campuchia làm việc và bị đánh đập phải nộp tiền chuộc mới cho về nước. Các đối tượng liên tục sử dụng tài khoản Zalo của các nạn nhân để gây áp lực và yêu cầu gia đình nạn nhân phải chuyển số tiền là 1.300 đô la Mỹ nếu không sẽ đánh đập và ném nạn nhân xuống sông. Tiếp nhận đơn trình báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với các ngành liên quan và xác định các nạn nhân đang bị giữ tại khu vực smach Minchei, Krong Chemara, Phonin của Campuchia. Ngày 10 tháng 8, sau khi xác định được khu vực các nạn nhân đang bị giam giữ, Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an trao đổi với Lãnh sự quán Việt Nam ở Campuchia, tiến hành xác minh, triển khai các biện pháp. Đến ngày 11 tháng 8, hai nạn nhân đã được lực lượng chức năng giải cứu đưa về Việt Nam an toàn. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc trên. Ngày hôm qua, hàng trăm công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn giấy Alena Việt Nam tại xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đã đình công nghỉ việc tập thể. Nguyên nhân dẫn đến công nhân đình công được cho là công ty này đã tăng giờ làm nhưng không đảm bảo chế độ cho người lao động theo một số công nhân làm việc tại đây. Mặc dù họ tăng ca thêm từ 2 đến 4 tiếng đồng hồ, thế nhưng công ty không hỗ trợ tiền cơm, mà theo quy định nếu tăng ca đêm sẽ phải được hưởng đãi ngộ này. Ngoài ra, một số công nhân cho rằng quà tặng ngày lễ, sinh nhật, công ty tặng không tương xứng với số tiền công đoàn họ đóng lâu nay. Một công nhân đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn giày Alena bức xúc nói, công nhân đang tập trung hết trong khuôn viên công ty, không ai được ra. Tức là tăng ca quá nhiều thời gian, nhưng không có chế độ cho anh em nghỉ ăn ca có những ngày tăng ca 3 đến 4 tiếng không có chế độ, công nhân bức xúc nên hôm nay ngừng việc hết. Lãnh đạo địa phương xác nhận sự việc xảy ra vào ngày 22 tháng 8 và ngay sau đó, chính quyền, công đoàn địa phương đã có mặt gặp gỡ, đối thoại với người lao động. Ông Hà Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Định Liên cho biết, sáng nay công nhân không đi làm, họ đề nghị tăng tiền làm thêm ca, nghỉ 30 phút và tiền ăn trưa. Công đoàn huyện và địa phương đã có mặt tuyên truyền, đối thoại với dân, công ty hứa sẽ có điều chỉnh Yeah. <music>